Chào các bạn, nhà Dương Chiến đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chiếc xe của mình. Các bạn ơi, giờ sắp đến Tết rồi, cảm thấy nó nản nản, không muốn làm video mấy, như là lười lại, với lại là người ta cứ đi chơi Tết các thứ, cảm thấy mình phải đi quay video, cảm thấy mình kiểu gì ấy, thế thì chưa ra video đều cho mọi người xem. Thì hôm nay sáng mới dậy thì Chiến nghĩ ra một cái trò mới, lại là chôn con Tino nhà mình, lại chôn cái con Ngọc Phương Thảo nhà mình mọi người ạ. Hôm nay sáng dậy Chiến lại nghĩ ra một cái trò là Chiến sẽ đổ tội cho Thảo là tối qua đứng đường đấy, đứng ở một đoạn đường nào đó vẫy khách đấy, vẫy đấy, Chiến sẽ đổ tội cho Thảo là đấy, Chiến sẽ gọi điện cho nó là alo Thảo à, tối qua mày đứng đường ở đâu à, mà bạn có thấy không ạ, mình phải nói làm sao cứ gắt nha mọi người nhá, cứ gắt đấy để cho nó cáu thật cáu đi, xem phản ứng nó thế nào nhá. Bây giờ Chiến sẽ gọi điện cho nó xem thật phản ứng nào nhá. Chiến sẽ gọi điện cho nó xem nào đấy. Ok rồi nhá đấy. Mình Dương Phúc Chiến này, lần này mình sẽ vào thử vận may tại mobasop.vn. Cuối năm cục này rồi, đấy, cứ phải qua mobasop.vn thử vận may. À, anh em nhớ là tìm đúng nhận đường link thì mình để bên dưới đấy, để tránh tình trạng bị lừa đảo. Các bạn cứ tìm đúng cái đường link thì mình để bên dưới phần mô tả và phần comment đấy. Đấy, bên đây đang cập nhật rất là nhiều những cái chức năng mới rồi anh em ơi. Mình thấy khá nhiều những youtuber nổi tiếng đình đám quảng cáo về cái shop này. À, anh em thấy không? Đấy, rất là rẻ luôn, 542 tướng 36 skin mà 500.000. Ui, rất là rẻ luôn anh em ạ. Đấy, bên đây đang cập nhật một số chức năng của ngày Tết nữa, nhìn trông rất là đẹp, chức năng Tết nữa. Anh em có nhu cầu thì cứ qua đây mà thử này. Đấy, anh em thấy không? Thử vận may bên đây cũng rất là rẻ luôn. Ba mấy tướng liền, có 190.000. Đấy, mình mà có nhu cầu, mình mà có tiền nhá là mình sẽ test luôn mấy cái hàng này ấy. Hôm nay mình hết tiền rồi, cuối năm mình hết tiền rồi. Đấy, mấy nữa mình sẽ làm vào mua, anh em thấy không? Bên đây còn có cái này, ui đẹp chưa anh em ơi. Đấy, chức năng của ngày Tết này. Bên đây có cái chức năng đó chính là vòng quay may mắn này. Đấy, vòng quay của Liên Quân. Thấy bảo trong thời gian tới là còn có cả vòng quay của Free Fire nữa cơ. Anh em ạ. Đấy, còn có cả cái loại đây này. Đấy, thấy chưa? Thử vận may này, ui đẹp chưa anh em ơi. Đấy, thử vận may ngày Tết này. Ui, dẹp web này giao diện đẹp này anh em ạ. Chất lượng của nó thì mình lần trước mình đã làm một cái clip rồi, mình thấy chất lượng của nó khá là ok, khá là ổn. Mình mở ra cái ạc năm mấy tướng cũng tuyệt vời, 9.000 mà mở ra ạc đấy là cũng khá là ngon rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ vào thử vận may cho anh em. Đây, hôm nay thì Huân Chương không có ở đây, mình cũng rất là buồn luôn vì Huân Chương bận việc gia đình, vì ăn Tết mà lại có việc gia đình nên là thôi hôm nay mình sẽ thử vận may một mình. Đây, không đủ tiền rồi. Ok, mình sẽ vào nạp thẻ. À, nạp thẻ đấy anh em nhớ lưu ý là ghi đúng mệnh giá cho mình nhá, ghi đúng mệnh giá này, đấy, ghi đúng cho mình cả cái loại thẻ các anh em nạp. Đấy, chờ trong vài phút sẽ được duyệt thôi, rất là nhanh. Mình lần trước mình nạp thì cũng chỉ bây giờ tầm 30 giây là mình đã nhận được tiền rồi. Ok, đấy bên đây thì có ạc Free Fire này, mình rất là thích chơi Free Fire luôn. Ui, Free Fire ạc ta nặng ngon anh em ạ. Còn hàng kìa, ui, ạc ngon mà giá lại rẻ đó anh em ạ. Rẻ vãi chưởng. Tết này mình sẽ để dành tiền để mua hết đám ạc này về bán cho anh em. Ạc Liên Quân và ạc Free Fire mình sẽ mua hết. Sau đó còn bao nhiêu tiền DC Tết này, Tết mình được bao nhiêu tiền DC là mình sẽ dồn hết vào mua ạc này về bán dần cho fan. Ok. Ôi, có tiền rồi anh em ạ. Đấy, nạp chưa đến 30 giây đã có tiền rồi. Bây giờ mình sẽ vào test một chiếc ạc này. Đấy, test một chiếc ạc cao cấp. Mình không chơi đâu, đã chơi nó phải hàng cao cấp anh em ạ. Hàng nó phải là hàng zin. Đấy, làm cao cấp 50k. Đấy, xem được có mở ra cái ạc nào nó rơi tầm 3-40 tiếng thì không, tặng cho anh em. Được ạc ngon này mình sẽ tặng nó hết cho anh em luôn. Ok. Đây mình ghi tài khoản mật khẩu không rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập thử. Mình có mong đây sẽ ạc giờ tầm 42-43 tiếng gì đó. Đấy, tặng cho anh em ngày Tết cuối năm. Đấy thì đường link mình. Ôi, vãi chưởng anh em ơi. Ạc ngon vãi chưởng anh em ạ. Vãi đái. 61 tướng. Rất là may luôn. Bên đây ạc cao cấp rất là tuyệt vời. Đấy, một cái ạc khá là ngon anh em ạ. Rất tuyệt vời luôn. 63 tướng 41 skin. Nói chung là tạm được. Nói chung là ngon đấy. Đấy thì đường link mình để bên dưới nha. Đường link của mobasop.vn mình để bên dưới. Anh em nhớ ghi rõ chính xác mobasop.vn ra. Đường link mình để bên dưới phần mô tả và phần comment đấy. Đấy anh em. Alo. Gì đấy? Đang đâu á? Đang nhà. Thật không? Thế tối qua thằng bạn nó bảo là mày đứng đường Trần Duy Hưng ấy. Vai. Thật mà. Tối qua tao cũng thấy mày dắt tin nhắn tao chậm quá. Tao nghi lắm. Mày điên à? Thằng bạn tao nó bảo là mày đứng ở gần gần chỗ đoạn đường Trần Duy Hưng mày vẫy vẫy tay thằng đi xe qua người ta mày cứ vẫy vẫy tay. Tao nói gì đấy? Không biết mày chỉ cần tao chỉ cần mày tao chỉ cần nói thế thôi. Mày tự khai. Mày bị điên à? Mày nghĩ tao là con người như vậy à? Nghĩ đâu à? Nhưng mà bạn tao là bạn thân tao mà. Nó nói gì nó nói thật với tao. Nó đang kích điều mày mà. Kích điều gì? Điên. Cả tối hôm qua cả ngày hôm qua. Nhưng mà tối tối qua là tao thấy mày nhắn tin hơi chậm. Thì tối tao hay xem hoạt hình mày biết rồi đấy.
xem hoạt hình nhá, mấy tuổi rồi xem hoạt hình, mày không phải điêu nhá, mày đi xếp hình thôi nghe được, mày xem hoạt hình. Thấy không? Mày phải đi xếp hình không? Mày bị điên luôn ấy. Sao mày đi nghe nó rồi, mày đi nói tao nữa. Nhưng mà tao thấy, tao mày tin mà tưởng phải chứ. Bạn bè tao Mày có. đang chứng tao mày nghe nó chứng tao nó cái điều này nào. Bản thân mày chết à? Nhưng mà bản thân tao nó hay nói thật lắm. Nó ghen tị, nó tình cảm hai đứa em nào. Nhưng nó là con trai. Con trai con gái tao không biết. Nhưng mà tao không có làm chuyện như vớ vẩn như thế, hiểu không? Mày không phải điêu cho tôi qua, tao nghi lắm đấy. Tôi qua nhắn tin hơi bị chậm luôn đấy. Xong là tao bạn tao nói thế là tao biết ngay rồi. Tao thề. Không cần phải thằng thề. Ngày hôm qua tao không cần phải đi thề. Đâu hết. Tao tao nghi mày lắm rồi, sau này mày rất là thế nào ấy. Nếu mà mày nghĩ tao như thế ấy, thì dừng lại đi. Không phải nhô tên làm gì đâu, nó khổ nữa. Nhưng mà bạn nó nói thế thôi, tao hỏi mày có phải không? Chứ bảo nó chụp ảnh lại ghi hình chưa? Mày bây giờ chỉ nghe qua lời nói của nó thôi. Tao biết đâu rồi, tao thấy nói thế nó bây giờ nó nói dối tao đâu, nó nói nó tốt mà, nói nó dối tao đâu. Thế bây giờ mày tin nói gì? Không, tao hỏi mày xem phải không, nhưng mà tao nghi nghi nghi. Nếu mày nghi thì mày cứ, mày thích nghi nào thì nghi. Dạ nếu mày chứ. Nghi tao là con người như vậy thì cũng được không? Sẽ không được. Mà nó nói thật mà. Nó bảo thấy giống Thảo, y hệt con Thảo mặc cái áo màu vàng. Phải không? Mày bị điên luôn đấy. Phải không? Sao tao có thể làm được cái mấy cái trò vớ vẩn như thế, mày nghĩ hả? Mày Không. cũng như thế gì? Nghĩ đâu, nhưng mà bạn tao nói thế, tao hỏi mày phải không? Không phải, mày mới điên. Không phải á? Thế nhưng mà nó bảo phải thì nó làm nào? Ờ, thì mày cứ nghe cho nó đi nhá. Mày nói về làm vợ luôn đi. Điền nó là con trai. Không nó là con trai mà. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao là con người như thế á? Đâu, nó nói thật mày mà. Mày tưởng là tao muốn xảy ra chuyện như thế á? Nhưng mà thằng bạn tao nó hay nói thật với tao lắm. Nó chung. Ờ, thế mày cứ tin nói đi nhá. Sao lại thế? Sao à? Mày cứ nghĩ. Bây giờ mày thích nghĩ nào được, mày cứ nghĩ đi. Bây giờ mày nghĩ tao là gái ngành hay là thế nào cũng được. Thế nhá, bây giờ chả còn gì nói nữa. Ô, sao lại không còn gì? Nhưng mà thằng bạn nó nói thật mà. Ô, tắt máy rồi. Mọi người tắt máy rồi. Thôi xong rồi, tắt máy rồi mọi người ạ. Cái này mất người yêu rồi. Chết rồi. Chôn người này thì mất người yêu rồi. Không ổn rồi. Tắt máy rồi. Mày tự nghĩ tao kiểu gì thì nghĩ nhá. Dừng lại đây. Dứt khoát dừng lại đây. Thôi rồi. Mọi người xem mà người yêu mình có gắt không? Gắt không? Quá gắt. Mày thích nghĩ tao kiểu gì thì nghĩ. Mày thích nghĩ tao là cái ngày nhìn mày. Dừng lại đây luôn đi. Kính không? Không, em ra đi không một lời từ biệt rồi mọi người. Người yêu như thế này có được không? Thôi, chuyện này gọi lại, xin lỗi. Không, kiểu này mất người yêu thật đấy. Nhiều thật rồi, gọi lại. Gọi lại sao? Gọi lại sao? Không nghe máy nha mọi người ạ. Nghe máy nha. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mất bố người yêu rồi. Tao, mày có gọi tao gì? Anh, ấy mà. Hỏi thôi mà. Anh gì? Anh đùa. Anh đang chôn em đấy. Chôn cất thì chôn mẹ. Chôn bại thôi. Anh đang đùa mà. Đừng nhóc tao bịch. Thôi, anh đùa tí mà. Anh đang quay đấy. Thôi em yêu à. Anh hay quay. Mày nghĩ tao là con người như thế. Nhưng mà anh đang quay mà, anh đang thử xem em có thật không. Mày nghĩ tao là con người như không, thế. Anh thử xem em có thật lòng với anh không hay là em cũng đi thật. Thế mày vẫn nghi ngờ tình cảm của tao à? Không, anh nói đùa mà. Anh đang mày quay. Nghi ngờ tao à? Anh đang quay video. Mày cũng nghĩ là tao dạng anh ảnh. Không, vợ à em là người yêu của anh, rất là trung thật với anh. Anh đùa quay video tí thôi.
xong thì nó bảo mày lăn quay à? Thôi anh... Mày hay quá nhỉ? Thế nó mới hay chứ, nó mới trả lời thật chứ. Mày... Xin lỗi nha. Dạ em nhiều nha. Dạ xin lỗi gì hết. Thôi thôi đưa đưa đi 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 ăn đùi đi đùi gà. Không thèm ăn đùi gà. Thôi đi ăn đồ nướng. Tao không thèm ăn gì hết. Thôi đi, đưa đi trà sữa. Không thèm. Thôi mà đi ăn đưa đi trà sữa. Không. Nha. Thôi đi ăn trà sữa. Nha. Ôi thôi thôi thôi, 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 anh xin, thôi anh xin, đừng đi làm những thứ như vậy, anh chết mất đấy. Dạ. Mình chết luôn đi. Thôi, tới đây anh đưa đi trà sữa nha. Tao đi tối. Chưa đi trà sữa. Tao không thích đi chưa. Thế mua vào nhà cho nha. Không. Khổ thế nhở. Xin lỗi mà. Yeah. Tao ghét mày rồi. Ghét gì mày ghét? Ghét là yêu ấy. Mua trà sữa vị sô-cô-la bây giờ. Dạ, anh biết rồi. Mua mày quay bây giờ. Dạ, anh biết rồi. Mua khoai lang kén nữa chưa? Khoai lang kén nữa, lắm thế. Ừ, mua nhiều vào. Sao ăn lắm thế? Nhưng mày muốn tao giận cái gì? Dạ thôi, rồi, mua, để thế anh mua. Thế nào? Để anh mua. Cho tao ăn đi, để tao cáo. Để anh mua cho. Đây này. Dạ, anh biết rồi. Nè. Vai không bị người ta nữa. Khủng bố mình như gắt không? Kinh không? Mình như là cái người hầu của nó ấy. Bực không? Bố mày bị thiếu, bố mày đéo thèm trồn nha. Ghét thì ghét mẹ, sợ gì? Tao sợ mày á. Gió lợt mà, tao sợ mày á. Thôi nhầm, chôn nó đâu, mệt lắm rồi. Từ sau không chôn nó nữa đâu. Chôn nó khổ lắm. Để nó bắt mình như là con hầu của nó ấy. Đấy, anh em thấy là người yêu mình gắt không? Thôi, chắc là phải kết thúc video rồi. Thì video mình chôn con Thảo này, bắt mẹ tốn thời gian với lại là phức tạp lắm. Nó bắt mình sai, mình hết cái này cái nọ đấy, khổ không anh em? Thôi nha, chuyển những thúc video đây. Chào mọi người nha.